thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hùng vừa chỉ đạo các đơn vị giáo dục công và ngoài công lập của thành phố sớm xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Ất Mùi 2015. Theo đó, từ ngày 6 tháng 1 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2015, các đơn vị phải thực hiện báo cáo hàng tuần tình hình chăm lo Tết, chi trả lương, thưởng Tết cho cán bộ và giáo viên, đặc biệt là những đơn vị khó khăn, không có khả năng chi trả lương thưởng Tết, cũng phải thực hiện công khai để ngành nắm rõ và có hướng giải quyết kịp thời để đội ngũ an tâm công tác. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, các trường học tại thành phố sẽ chính thức nghỉ Tết Nguyên Đán ức mùi 11 ngày, bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 năm 2015, tức ngày 25 tháng 12 âm lịch, đến hết ngày 23 tháng 2 năm 2015, tức ngày 5 tháng 1 âm lịch.